Chào mọi người, hôm nay mình lại gặp nhau trong video về Bắc Giang. Mọi người thấy Bắc Giang như thế nào? Và mình muốn hỏi lại một tí là các bạn nào quê hương Bắc Giang cảm thấy Bắc Giang mình như thế nào? Có đầy đủ, có sống động, có nhớ quê hương của mình hay không ạ? Quê hương là chùm cái ngọt, quê hương có là một cái gì đó rất nhớ, rất dễ thương và rất là mang đậm bản sắc của quê hương. Hy vọng là ai cũng nhớ quê hương mình qua những video này nhé. Cảm ơn mọi người.